Wow, nó lên lửa rồi các bạn ơi. Ô, bắt đầu cháy rồi. Ô, cây diêm của Nhi bùa cháy liền các bạn ơi. Như các bạn đã thấy thì ở đây anh em mình chuẩn bị một đống diêm thống nhất nha các bạn. Hôm nay hai anh em mình sẽ sử dụng đống diêm này để làm một cây diêm khổng lồ luôn các bạn. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có đầu tiên là diêm nè. Thứ hai là băng keo hai mặt nha các bạn. Băng keo hai mặt này anh em mình sẽ dán vào cái này để làm cái đầu quẹt cho diêm. Thứ ba là một cục xốp các bạn. Đây là xốp mà mình thường sử dụng cho việc cắm bông á. Để anh em mình sử dụng một cục. Và cuối cùng là anh em mình chuẩn bị hai khúc củi khô để làm thân cho que diêm nha các bạn. Ở đây có thêm dao và kéo để cắt gọt nữa nha. Rồi chúng ta bắt đầu làm thôi các bạn ơi. Cái cục của mình đã cắt xong rồi nha các bạn. Wow, hình tròn rất là đẹp luôn. Tới phiên mình cắt nha. Tiếp theo thì anh em mình sẽ làm cái thân của que diêm các bạn, cắm vào trong cái đầu của này nha. Rồi các bạn ơi, vậy là cái miếng quẹt của anh em mình cũng đã xong rồi nha. Đây là thành quả của mình. Một cây diêm siêu to khổng lồ luôn các bạn. Còn đây, đây chính là thành quả của mình nha các bạn. Một cây diêm khổng lồ. Các bạn ơi, bây giờ anh em mình chuẩn bị hai cái chậu cây để anh em mình cắm hai cây diêm khổng lồ của anh em mình vô nha. Sau đó anh em mình sẽ quẹt và chạy đi chỗ khác để xem nó phản ứng cháy như thế nào. Wow, cháy một cây diêm dài nữa đó các bạn. Để xem nó có cháy được cây diêm bự của mình không. Wow, nó lên lửa rồi các bạn ơi. Ô, bắt đầu cháy rồi. Nó cháy như một ngọn đuốc luôn. Wow, quá dữ luôn. Wow. Ồ, các bạn nhìn nè.
Cái diêm khổng lồ của mình đang cháy nè các bạn. Wow, nó cháy hết luôn. Rồi, vậy là xong. Rồi, bây giờ tới cây diêm của Nhi Bùi nha các bạn. Chuẩn bị quen nha các bạn. Ghê quá. Cây diêm của Nhi Bùi cháy liền các bạn ơi. Mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của anh em Hồng Bùi.